Từng là công nhân nhà máy chè, đến nay bà Lê Thị Lan đã về hưu được 15 năm. Sau nhiều lần tăng lương, hiện tại lương hưu của bà Lan chỉ được 4 triệu đồng. Lương hưu không đủ sống, bà đành khăn gói xuống Hà Nội làm giúp việc gia đình. Hiện tại bây giờ là 4 triệu thì vẫn còn thấp, nên là chi tiêu trong gia đình nó còn thiếu, nên là thôi thì bây giờ là cũng nói chung là sức khỏe cũng kém rồi, thôi cố đi làm thì là thêm thấp vào để mới giúp đỡ gia đình. Sáng thì 6 giờ dậy làm thì đến 10 giờ đêm mới được nghỉ đấy nhá, không nhà gì đâu đấy, mà lương thì cũng có 5 triệu đấy. Cũng có mức lương hưu hơn 3 triệu đồng, không đủ chi trả chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thủ đô. Ông Nguyễn Văn Thành phải chạy xe ôm kiếm sống. Ở độ tuổi 72, thay vì ở nhà để con cái chăm sóc, phụng dưỡng, ông Thành vẫn chọn mưu sinh bên chiếc xe máy cũ chỉ vì không muốn là gánh nặng cho con. Đi làm này nó như đi câu, hôm thì được, hôm thì không. Hôm thì trả được xu nào, mà hôm thì được một vài chục. Nhưng mà dù sao nữa thì mình đi thì nó còn hơn ở nhà. Nếu mà một mình thì nói chung là thì không phải chạy cũng được. Nhưng mà hai ông bà thì chung một có mỗi một chiếc xe hưu thôi, nên làm sao mà đủ được. Nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn đang để nặng lên vai, khiến cho việc tận hưởng cuộc sống an nhàn, sum vầy cùng con cháu còn xa vời với nhiều người cao tuổi. Mặc dù có lương hưu, họ vẫn phải gánh trên vai gánh nặng mưu sinh, và những cuộc mưu sinh ở cái tuổi xế chiều thì bao giờ cũng nhọc nhằn, vất vả. Họ chỉ trông chờ vào chính sách cải cách tiền lương của nhà nước để cuộc sống bớt khó khăn. Cũng mong muốn là được tăng lương, tăng lên là 5 triệu thì nó để cho nó đỡ đi, vất vả, nó đỡ được tí nào hay tí đấy thôi, chứ còn thế bây giờ là giá cả nó lại cao, nên là chi tiêu thì nó nhiều.